Hello, chào bạn. Chào bạn. Thì nay chú An bận là nhớ bạn không đi quay với mấy anh em mình được, nên chú An đưa cam cho mấy anh em mình đi quay nha. Rồi, nay anh em có clip gì quay cho mọi người xem không? Chứ mấy bữa nay tôi bí ý tưởng rồi. Mày có mà không? Gì ta? Ê, tao chặt chớ ra hồi bữa nó coi video của mình á, thấy mình bắt cá hay quá, nó đòi thử hết sinh tồn với mình. Ê, tụi sớm gần tao á. Ê mà đông không? Mày sợ đông đúng không? Hay là mình rủ mấy bạn nữ nữa đi? À, mày rủ thêm mấy bạn nữ là có động lực phải không? Đúng rồi, theo sách cá cho mình. Kìa lúc tao không có ý tưởng nào đó. Chốt cái ý tưởng của mày đi là rủ mấy thanh niên kia đi. Ê, giờ mày Thảo nè, đi rủ mấy bạn nữ. Ok. Ok. Cánh, đi rủ bên kia. Ok. Đi luôn nha bạn, let's go. Đây, đây là mấy thanh niên đã rủ mình thi đấu nha các bạn. Hôm nay đây sẽ cho tụi quay khâm một khẩu một. Ok. Tại sao? Gãy lên, gãy lên. Anh cần tên. Mày tụi ơi. Ừ. Bá non. Sao ừ. Tao. Đi tới đi rồi tụi quay biết hen. Bá non. Cái gì ta? Sự đông đúc của đồng đội của tao. Đi thôi. Giờ mình đã tìm được các bạn nữ rồi các bạn. Giờ mình đi thôi. Ủa, anh dẫn em đi đâu vậy? À, anh dẫn tụi cưng đi tới chỗ Hòa Thượng đang làm clip sinh tồn thử thách. Ví dụ mà cưng không biết á thì tới chỗ Hòa Thượng sẽ nói cho cưng biết. Đi ngang thôi, mình đi thôi. Làm gì mà mấy thanh niên này nãy giờ đi lâu dưới trời. Đi ngủ mày. Trời ơi. Làm gì nãy giờ lâu với mày? Ở đi xuống đây luôn, đi xuống. Xuống đây kìa. Tao đi vô đi tính. Ở đó đây. Đi. Trời ơi, kêu có mấy người mà cũng lâu nữa. Đâu qua đây, qua đây. Đâu? À, bên mày kêu đâu? Bên đây. Đâu đâu, bên mình đứng qua bên này. Đứng đây ơi, qua đây nè, qua đây. Bên nè. Mình. Qua đây. Alo. Ở bên mình, bên mình. Đâu mày. Tao nè. Không. Bên mình. Đó. Bên mình. Mày không lỗ không? Hồi nãy mày nói bên đó nhiều là người lắm mà. Đó nhiều đó. 1, 2, 3 người nhiều đâu. 3 là số nhiều rồi ba. Tôi lại mày à. Vậy mà cũng rủ đi mấy bà này theo. Nó nãy ba anh em mình chiến được rồi. Ở vậy là nhiều dữ chưa? Thì mày sợ nhiều nè, nhiều nè. Rồi. Ừ. Vậy thì là bên đây 3 người. Vậy 3 anh em mình thi đấu thôi. Cho 3 người này cầm cá. Cũng hợp lý. Ba người này sẽ làm động lực cho Khánh Khỉ để không phải 3 người. Ở đâu? Đây. Hôm nay anh em đứng xích vô hôm nay thấy. Bốn người này sẽ cổ vũ ở ngoài để cho anh em mình có động lực để thi nha bạn. Rồi, mày xong mày rồi. Mấy bạn này có gì để nói không? Sợi luôn. Tại cái đâu mà qua rủ Khánh Khỉ. Nhà này hơi găng à. Còn nhiều đâu, có 3 người mò à, đâu phải 7 người mò đâu. Rồi. Dạ anh em mình đi luôn nha bạn. Giờ bắt đầu anh em mình đi xuống nha bạn. Ê, còn mấy bạn nữ thì sao mày? Thì giờ cuộc thi này chỉ có 3 anh em mình thi với 3 người bản thôi. Hồi nãy mày nói nhiều lắm, có 3 người. Rồi, cũng thôi, cũng đây nữa nè. Giờ bên mình đứng ra một bên đấy. Khanh mày đứng ra đội tao vậy? Rồi, giờ trước khi vô cuộc thi này thì anh em đặt biệt danh cho đội mình đi. Bên này đặt biệt danh gì? Tạm Hải Tử. Ủa, ngầu nha. Không có đối thủ. Đấy, bên mình là Thượng Thị Hán. Trời ơi, trời à. Thượng Thị Hán. Đặt cái gì biệt danh nào ngầu ngầu xíu đi. Cái gì là vô danh. Tạm Thái Tử. Thôi lấy biệt danh cũ đi bơi. Thái Tử đặt cũng vậy không à. Bên đây là đội Nam Vlog với bạn. Đúng rồi. Rồi bên đây thì từng người giới thiệu tên đi chứ. Không biết tên sao được. À, mình là Trương Định nha mọi người. Ai bạn này tên Trương Định hả? Bạn này mình tên là Minh Thái Lan nha các bạn. Thái Lan. Mình là quý 11 ngón nha mấy bạn. Độc lạ không trời. Thôi giờ anh em mình vô cuộc thi luôn nha bạn. Xuống đi anh em. Xuống trước đây. Ê, mấy bạn này biết bơi không? Bẩn rồi. Đợi mình xuống đi chứ. Mình xuống đi. Làm sao nở mày? Anh em, làm sao nở mày nở mặt nha chưa? Ok. Còn mấy bà nữ trên đó kìa. Thì giờ mấy bà nữ đó thì ở trên bờ cuộc thi này chỉ 3 anh em mình thôi. Đúng rồi. Chờ anh vô đây. Cô vũ mình. Nãy tôi lẻ đi trời ơi. Trời ơi, tay rung à. Ui. Nay tôi cho 2 anh em thể hiện cái trình bắt cá anh em lên chưa nha.
con Hảo á, Hảo bắt cá mà nó sung lắm. Trời ơi, được mà sung lắm. Anh em này cùng team mà đi xác không vậy? Ông đi kiếm hàng bắt cá gì đây? Lạnh quá anh em ơi. Chết rồi. Áo à. Chị đúng là khỉ mà, xấu quá. Cái áo mà đỡ lạnh. Cái gì? Cái áo đỡ lạnh đấy. Không. Trời ơi, hai thằng này đi bắt cá lẹ đi. Rồi. Đấy đang là hàng đó. Bên kia thì đang ở bên kia nhé bạn, còn anh em mình thì ở đây. Nhắm thẳng không anh? Thẳng chứ. Hảo? Thẳng chứ. Ở sao hai mày có câu một hả? Không có cái gì. Nó bắt không được mà nó nói nhiều á, nó gáy nó bầu á. Có câu nào ngoài câu thẳng chứ không? Là quyết tâm hay là gì đó đây? Ừ. Mình phải cố gắng mình thắng chứ. Cũng vậy à. Đó rồi anh em. Ờ mấy anh em kia đâu rồi? Thì mấy anh em kia qua bển bắt chứ làm gì anh em, mình đứng đây bắt đâu. Con thái rồi. Có thằng mày đó hả? Ở đâu mày ngay hết rồi. Ở đây có cá. Ở đây có cá nhưng mà. Thầy ơi chân tụi bay ra đường cho tao đi. Đi xích vô đây nè. Nay mình cầm cam cho hai thanh niên này thể hiện như vậy. Đây đây có cái hàng nè. Đâu? Nè nghe giò nè. Ừ. Đâu? Lạnh ngắt sao có cá mà. Ui hết hồn rồi cái gì. Nè chúng tôi nè đi đâu ạ. Ê, anh là quyết tâm thắng team của anh hai nha. Ok. Lấy lời danh tiếng cho anh em tụi mình chứ. Đúng rồi. Tam hai tử mà. Tạm phải tử sao thua được. Đúng rồi. Bố hai thằng bay game này cái đồng đội mà bay đâu không vậy, đây coi. Con cá rồi bay ơi. Đâu. Rồi mọi lần. Con này hết. Con cá hả? Con sâu à. Ô ơi, trời một con cá lóc. Con cá lóc nha các bạn. Tuổi nha. À, mà đó. Trời ơi, giờ được con. Con ngồi tìm bánh cho con không nè. Tuổi quá. Con nè. Ờ, gãy đi, gãy đi. Ừ. 30 chứ phải là Tết. Nè, em ăn đặng ơi. Có cá rồi ơi. Sao? Cá nè. Tao cứu tao. Cứu. Ơi, cá ơi. Ôi, cá chơi nè, chơi dạng anh em ơi. Cứu chơi dạng. Trời, chơi dạng luôn. Có chứng luôn à. Con nào bạn? Trời. Ôi, cái tuổi. Hàng bị bắt cá kiểu gì mà để tên mạng kìa hả? Không có cá chứ bắt kiểu gì. Bên bệnh có cá nhiều quá vậy mày ơi. Hồi nãy vậy tao bay qua đó được rồi. Ôi, ai biết đâu, tưởng không biết bên đây có cá. Coi chừng khúc mình trên này có cá sao? Gán bắt đi lấy danh dự anh em đồn. Đây. Đi. Trời ơi, cái gì mà giao cho mấy thanh niên này bắt cá, nãy giờ bắt không được con nào hết á. Bình an phụ ơi, cha ông. Không có, bình an phụ hoàng hảo. Trời ơi. Cái gì? Ôi, từ từ, sao không biết nữa. Nè, gán bắt nha, bình bỏ bắt được hai con rồi đó. Nãy giờ nghe đâu khỉa dữ lắm. Ôi, cá lóc lên. Rồi. Trời ơi. Rồi, trời ơi. Trời ơi. Đến rồi. Con cũng làm sảy đi trời. Nãy vậy nó giục lên luôn rồi trời. Trời ơi. Coi còn không? Em bỏ đất chậm quá đi. Còn quá. Mẹ vô báo không à. Bỏ lại. Để tại. Quá trời hết trọng rồi. Trời ơi nghe bảo chịu không? Còn dán mắt lấy danh dự anh em đâu. Cứ từ từ bình tĩnh đi. Trời tức trời. Mày bệnh hủ ơi. Trời ơi. Lặn không biết cái gì nữa. Ra. Rồi. Thôi. Một con cá lóc hiểu bạn. Không để cho mày xảy nữa. Đây như hai áo này bỏ. Quả cá áo nhau hả? Trời. Có cá gì hoài sao mày lặn dữ hả? Cá nè. Mà thằng là cô cá hả ơi. Từ từ đi. Dạ cá ơi. Đây. Dạ cho nó. Cá gì hả? Đây cá trời, cá trời. Đâu? Bự không? Chưa luôn hả? Dạ cá thôi. Dạ cá. Dạ cá. Dạ cá.
Rồi ra tới ngoài luôn rồi. Rồi, cá nhảy bự ra. Trời ơi. Kéo rồi. Kéo không, kéo không. Cuộc đời ơi, chết tôi trời. Thôi bỏ vô đi rồi. Còn em đi với mày. Để làm sẽ giống nào đó. Bên kia khè nó đây. Khè lên vô. Khè nó đây. Gán rồi, gán rồi, gán rồi. Gán thì nói đại đi. Bà Thượng ra tay thì... Bà Thượng ra tay thì chỉ có ăn thôi. Không nghĩ ra tay chỉ có hù thôi. Chưa, chưa. Đáng lẽ là hai con đừng đi. Thôi. Hên là xảy không nãy giờ hên là không cho gán miếng nào luôn. Trong một mình thì nhiều lắm nghe các bạn. Nhiều cá nhiều quá. Nhóc luôn hơn hôm nay là mấy con này con gì bay dưới ta. Nè, con gì đó, con bù gậy á, con gậy á. Nó cắn nào không chết luôn. Ừ. Trời ơi. Ê đừng để ăn. Trời ơi. Ê vô luôn rồi. Được rồi. Đi qua bây giờ. Qua lần nữa. Bây giờ kìa. Qua lần nữa rồi. Qua lần nữa rồi. Không biết đôi này có cá không. Ê, nó cắn đều vậy. Ôi, gì vậy? Gì vậy? Cá lóc đen, cá lóc đen nè. Trời ơi, đã. Bên kia ngay luôn đây. Đây nè. Rồi, để lên bàn đi. Cá lóc kiến bự này trời. Con cá lóc luôn. Hai con cá luôn. Một con cá lóc, một cá lóc kiến chảy cá lóc rồi. Ngoài ghê lắm. Ôi trời, cánh kiến nè. Tính đúng không? Ừ. Cánh kiến. Ôi. Ôi dưới ra. Trời ơi. Đấy á, đấy á. Bỏ vô rồi. Đấy, cơ đây con cá lục kiến quá. Anh em bắt lại lẻ đi, người ta bắt được ba con rồi kìa. Hắn gì vậy? Tụi nãy giờ mày có bắt được con nào mà la hoài á. Tụi hai tao bắt không à. Nãy giờ anh em mình bắt được mấy con nào? Ba con rồi. Ba một con. Con cá lóc kiến với con cá lóc với con cá trê. Đây. Đây. Qua hỏi đâu bắn được mấy con. Sẵn qua chuyện luôn. Gì qua hỏi thăm thôi nhé bạn. Mình chỉ qua hỏi thăm thôi. Bên đây được mấy con rồi. Kìa, núp núp đồ nữa chứ. Không ai thấy tôi đâu. Núp núp đồ nữa chứ, được mấy con rồi. Mấy con rồi. Hai con. Hai con à. Rồi. Chạy thế nhờ. Chạy dữ. Nãy giờ chạy nhiều thôi mày ơi. Chạy rồi. Bên đây cũng chạy rồi đúng không cá? Đúng rồi, mình cũng chạy. Bên mình được 3 con, bên đây được có 2 con. Bên đây 200 con nè. Rồi sao, mệt chưa? Mệt thì đồng hàng đi. Không mệt thì chơi tiếp. Ừ. Giờ sao anh em? Giờ sao? Giờ sao? Đồng hàng không? Ở đồng hàng á, đều tính đồng hàng rồi nè. Thấy đồng hàng. Rồi, rồi, rồi. Rồi sao? Giờ sao? Sao? Rồi. Ai là đội trưởng bên đây? Tôi. Rồi đó đi. Bây giờ nãy giờ anh em mình cũng chậm nước ở lâu rồi mọi người. Thì bây giờ thôi thấy lâu quá không có cá nữa. Giờ anh em chịu thua nha. Rồi, vậy là cô hiểu ai thắng ai đua hay gì? Tại vì mệt thôi chứ mấy cái này bắt cái mỏng mà. Thấy anh em mà nhẫn con gáy được. Anh em nước lâu quá thôi. Giờ bên đây cũng đầu hàng rồi, bên mình thắng rồi đó. Trời ơi, mình đi lên nướng cá ăn đi. Giờ mà thôi phải có hình phạt gì chứ ta. Ê, tự nhiên nó bụng quá. Nó bụng quá. Hình phạt xong rồi. Dù gì rồi sáng giờ anh em mình cũng chậm nước lâu rồi. Giờ anh em mình hùng cá lại nướng ăn luôn đi. Nhưng mà phải ai nướng cá cho mình ăn, phải có hình phạt gì chứ. Cái hình phạt tốt nhất là cho mấy anh em này nướng cá đi. Nướng cá cho mình ăn đi, dạng như là mình làm vua cũng hay là giặt đi. Thấy cũng hợp lý á. Được không? Được không? Cái gì được không? Vậy còn mấy bạn gái chơi đi phụ. Mấy bạn gái phụ luôn. Được không? Vậy được. Rồi lên nướng. Đi lên. Mệt quá mệt rồi. Các bạn ơi, hai bạn kia bận công việc nhà rồi nên hai bạn nó không ở đây với tụi mình được nha. Anh em mình mới lên nha bạn. Rồi anh em đâu có cá nè. Này. Có được mấy con? Tụi mình được một con cá lóc gì vậy? Nó mới chết rồi. Để xô đi. Cá lóc gì một con cá trê cho các bạn. Nó mới chết luôn rồi. Cá
chơi. Ê, cá chơi giống mình luôn à. Nhưng mà nó nhỏ hơn mình hay vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Đây, bên mình là một con cá lu kiến nè. Cá chơi đẹp, sống có một con. Đổ ra, đổ luôn. Đổ ra luôn. Ôi, đi. Dính luôn rồi. Cũng có cá chơi dẹp đây anh em. Cái gì đây, cái lóc ơi ơi con cá dạ rồi hai ba kia lại rồi qua đây kì vậy. Ủa vậy đội nào thắng vậy trời ơi, tất nhiên là mấy tôi thắng rồi. Rồi anh em giờ gom cá lại đem nướng ăn đi. Ok, để cho hai bảo phụ đi. Giờ hai bà đi bắt lửa đi. Cho ba thanh niên này nướng cho mình ăn rồi mình chơi cái trò chơi là thắng làm vua, thua làm giặc nha anh em. Trời giờ bỏ bắt cá đi nướng đi chứ. Ờ, bắt cá đi nướng đi. Đi em ơi, đi em. Về quá, bé tuổi này. Chính rồi nha các bạn, giờ bắt đầu anh em mình ngồi ăn nha. Rồi. Rồi, bên bển thôi, thưởng thức đi, cho thưởng thức trước luôn á. Ok. Này. Lấy lại ăn đi. Trời ơi, đây. Vô đây, ô. Nhảy ngùng gì nữa. Trời nè, làm con cá chơi kìa. Cái nè, con cá chơi luôn. Thôi. Nay xui lắm nha các bạn. Đang ngồi ăn cá mà trời chỉ mưa luôn rồi nè, đang nhíu hộp luôn. Nay tem anh định mà anh thua mà còn trời mưa nữa. Thôi. Không sao, mình có thể làm lợi mà. Mở bạn nha. Thấy sao, thấy sao? Đi ăn đi. Ngọt mấy giòn. Làm miếng luôn đi, trời ơi, nhảy ngùng gì. Chấm muối nè. Mở bạn nha. Ý, cá là sao? Ngon. Muối ngọt nữa. Mở bạn nha. Hỏi cá trả lời muối. Ảo. Hai bà kia ăn đi. Thôi mời các bạn nha. Đây, cá lóc kiến. Cá lóc kiến ngon thì hoài. Quá lạ. Nè. Nè. Mời bạn nha. Ăn lẹ đi mưa hoài. Quá lạ. Thì nãy giờ anh em mình cũng dọn sạch mấy con cá này nha các bạn. Trời cũng chuyển mưa lớn luôn rồi. Thôi, video cũng đã dài rồi. Giờ anh em mình xin kết thúc video nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay á, hãy cho anh em mình xin một like, một share, đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em mình nha. Chúc các bạn ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.